Xin thưa tất cả các cô chú và các bạn, hôm nay là ngày đại thắng cho hội của Kim Loan, doanh nhân Kim Loan. Thì không biết nói gì hơn là năm mới, chúng tôi xin chúc cho chị doanh nhân Kim Loan lúc nào cũng thành công trong công việc. Và hôm nay thì như là cũng là ngày đại thắng cho hội, thì xin chúc cho cháu được mang chung lớn để sau này trở thành bà nội, một người doanh nhân rất thành đạt của Việt Nam. Và bây giờ để tiếp theo chú Tú Long sẽ hát một bài hát để gửi đến tất cả cô chú và các bạn, một bài hát rất là quan trọng. Chú Tú Long là tôi tên là anh bà ơi, xin mời cô chú chị nghe. Oh,
Cháu nội của chị Kim Loan được tháng
vô các bạn xuôi nha. Nè mày vô nè các bạn ơi, 1 2 3 vô. Con Ngân Tuấn lại là sung mà, đúng rồi, con Tuấn là sung mà, con Tuấn sung liền. Chúc cho cháu nội của chị Kim Loan, nàng công chúa rất là xinh đẹp, mau ăn chóng lớn, sau này trở thành con ngoan trò giỏi, sau này sẽ trở thành một nàng hoa hậu nổi tiếng. Vô. Anh em mình trước xa nhau một. Máy này. Để tìm đi. Đậu. Hai. Bốn mà. Anh em bốn mà. Đây là đồng nghiệp Công Tương, một người bạn Công Tương là chiến hữu nhau bao nhiêu năm trời rồi, mấy chục năm trời, cho nên hiểu nhau lắm. Từ lúc là thở hàng viên quân sĩ đi lên, có bộ ba lần còn Chiêu Hùng nữa, nhưng mà Chiêu Hùng đã đi xa rồi. Chiêu Hùng sẽ phù hộ cho hai người bạn này. Các bạn biết biết rồi là Trung Tư Long, Ngân Tuấn, Chiêu Hùng, đấy là một bộ ba, nhưng mà Chiêu Hùng đã mất rồi. Bây giờ chỉ còn lại hai anh em, Ngân Tuấn và Trung Tư Long. Bây giờ hai anh em đã cắt máu ông thầy rồi, sao vẫn là một. Đúng rồi. Mình vẫn là suốt cuộc đời vẫn là Trung Tư Long, Ngân Tuấn, Trung Tư Long. Dù ai nó ngã nó nghiêng, mình, anh em mình như kiền ba chân. Ôi tạm biệt nha. Ok, thuận độ bình an nha. Ok. Chúc